Hàng 8 âm lịch thì có hai con giáp rất là dễ gặp vận xui, hay gặp những điều không được may mắn, hoặc là rất là dễ bị xung đột, hoặc là bị mất tiền. Các bạn hãy cùng nghe hết video để cùng tránh nhé. Thứ nhất đó là người tuổi Mão. Tại sao? Tháng 8 âm lịch ấy, tính theo lịch Can Chi là tháng Dậu, mà trong tử vi ông thủy ấy, thì Mão với Dậu tương xung với nhau cực kỳ là mạnh mẽ. Mà các bạn biết rồi, tuổi mà gặp tháng xung ấy thì người ta kiêng làm cái việc đại sự, và tuổi mà gặp tháng xung ấy rất là dễ khiến cho cái tâm lý tư tưởng bất ổn, rất là dễ khiến cho chúng ta bị xích khẩu cãi vã, rất là dễ khiến cho chúng ta có những quyết định sai lầm hoặc là mất tiền. Và con giáp thứ hai chính là tuổi Tuất. Bởi vì sao? Trong tử vi phong thủy ấy, thì Dậu và Tuất là một trong 6 cặp lục hại. Gặp cái tháng mà nó không tốt với tuổi của mình ấy, thì các bạn cũng rất là dễ bị tiểu nhân ám hại. Các bạn sẽ thấy rằng có một cái sự cản trở gì đó ở trong cuộc đời này, có một cái gì đó mà nó không được hanh thông, không được thuận lợi, cho nên các bạn cần phải lưu ý. Các bạn thấy điều tôi nói có đúng không? Hãy cùng kiểm chứng nhé. Thế còn nếu mà muốn đặt lịch để xem tử vi phong thủy ấy, thì hãy nhắn cho tôi sẽ giúp các bạn. Xin chào.